lời đầu tiên, con xin gửi đến các quý thầy cô, quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Con tên là Nhật Minh, năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây, con xin trình bày một ca khúc rất sôi động của nhạc sĩ Khắc Hưng. Ca khúc được mang tên Bước Đến Bên Tôi. Nghe sông lòng như cuồn cõi, từng lời ngọt ngào mê say. Khi tôi được cất bài ca nồng nàn tuyệt vời đêm nay, lắng nghe nhịp tim này, tiếng lòng tôi muốn nói. Và giờ đây chẳng thể nào nghĩ gì, ngại ngùng gì đắm mình tôi. Yeah, đừng vội đi, hãy đến bên tôi này, để cho tôi được nhẹ nhàng vút thật xa. Lời ngọt ngào mà say à. Khi tôi được cất bài ca nồng nàn tuyệt vời đêm nay, lắng nghe nhịp tim này, tiếng lòng tôi muốn nói. Và giờ đây chẳng thể nào nghĩ gì, ngại ngùng gì đã mấy tôi. Yeah, đừng vội đi, hãy đến bên tôi này, để cho tôi được nhẹ nhàng vút thật xa. Cô cảm giác là nãy giờ con làm cho cô nóng lên luôn, nóng bừng. Không những cô mà cô thấy là tất cả quý vị dưới đây ai cũng nóng bừng lên hết đó. Cô rất là giỏi. Dạ, rất là năng lượng. Cảm ơn ạ. Thật sự là cái thần ở trên sân khấu không phải ai cũng làm được. Đúng rồi. Mà đặc biệt là con còn rất là nhỏ nữa mà con làm được cái điều này, con thu hút được tất cả mọi người, con kiểm soát được sân khấu. Đặc biệt là cái quần con có tù cách mấy con vẫn kéo lên con hát tiếp. Đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ áo có bỏ ra ngoài cũng chơi tới bả luôn. Nghệ sĩ. Nghệ sĩ quá, nghệ sĩ luôn. Vỗ tay thêm cái nữa. Cảm ơn ạ. Hay quá con. Bây giờ là giọng hát là chú Đại với cô My là nói rồi. Bây giờ nói về phong cách trình diễn nè. Xin mời cô Huỳnh Mến.
Chảy lắm con ơi, trời ơi. Con vừa có nhịp nhàng trong người, con vừa có thái độ và con khuấy động được khán giả nữa. Tức là con làm chủ sân khấu rất là tốt. Lời kinh chào nghiệm của con không mà làm cô té ngửa rồi. Nói chung là rất là chỉnh chu, đầy đủ và chuyên nghiệp. Con ơi, bây giờ con mà không về đợi thầy, thầy nằm đây luôn. Trời ơi, ăn dạ luôn sân khấu rồi con ơi. Tôi nằm ở đây luôn, không về đợi tôi nằm đây luôn. Cô, nằm dạ đi đừng chơi. Con ơi, cái gì mà mình phải thực tế thế. Cô có cái này cho con. Hả, có quà hả? Có quà. Không sao, nhận quà vẫn về đến đội thầy được. Con sẽ rất là thích. Con thích không con? Con thích món nào? Thích món nào? Chỉ con thích cô tô mì là hơi mệt nha. Rồi sau một đoàn quân đã tới. Con chọn đi, mất công cô chú lên giật đồ. Con nói đây là thầy đại nằm xuống liền á. Tròn tròn giống con. Con em hay con anh, có chị cô nói một câu công tâm nhất là con hợp với chú Đại. Cô nói một câu rất công tâm luôn. Hồi nãy bạn kia bạn ấy chọn về đội cô Mi, cô đồng ý luôn. Cô đồng ý luôn nên là bây giờ con mà không về đội thầy thì thầy nằm nó tới cuối buổi luôn. Cô có tặng con nè. Sao vậy? Con cứ lấy đi con. Nghi rồi nha. Sao tôi cảm giác tôi lên không tốt rồi. Tôi không dám nhận. Con thấy chưa? Con có thích chú Quốc Đại không? Dạ con thích. Chết rồi. Không về quá nhanh quá nguy chưa hiểm đó. Chưa nói câu sao chưa, nữa. Chưa. Con có sao đâu. Con có thích cô Mến không? Dạ có. Cô sẽ làm cho con nhảy nhiều hơn nãy, nhảy đẹp hơn nãy. Có những cái mà nhìn xuống con. Dạ đảm bảo quần chưa tụi. Con nhưng mà con thích hát phải không? Thì con phải chuyên môn vô hát. Thì thầy nhảy múa thì là hỗ trợ cho con thôi, nhưng mà con vẫn thích hát hơn đúng không? Thì mình phải đi hát đi. Thôi bây giờ đi. Nha. Con có về đồ ai đi nữa cô cũng tặng cho con vì con hát quá hay. Dạ. Vỗ tay món quà này. Rồi. Xin mời, con hãy thoải mái lựa chọn. Con thương thầy, con đừng để thầy nằm đây nha con. Con ơi, để cô về tới ghế, con hãy nha con, hãy con đừng để thầy nằm đây nha con. Trời ơi, chưa thấy một cái tiết mục nào mà có quá nhiều sự bỏ nhỏ. Bỏ nhỏ chị con ơi, chọn nha, chọn nha. Cho bé về đội thầy Đại đi quý vị. Bởi vậy mới nói, bây giờ con là người giá trị lắm. Lời nói của con là vàng là ngọc, là niềm vui hay nỗi buồn của người khác. Con nói đi. Dạ, bởi vì chương trình chỉ cho chọn một cặp thôi, mà hai cặp thì đội nào con cũng thích hết. Nhưng con sẽ chọn đội của... Nghe cô đi con. Đội chủ Đại là hợp con với con. Con thấy không, khán giả kêu Tô Mi kìa. Con ơi, để con khỏi gà đang kêu con nè. Tô Mi nè. Thôi bớt con gà đi. Quý vị ơi, thật sự ra đây được gọi là hiện tượng luôn của thử tài siêu nhí mùa 3. Vậy thì con, thời gian đã hết, con hãy đưa ra quyết định của mình. Dạ con sẽ chọn đội của... Cô Tử My và cô Anh Mến. Chúc mừng về dưới con ơi. Con kính chào bốn huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Phương Trinh. Con đến từ thành phố Đà Nẵng. Năm nay con 10 tuổi. Đà Nẵng tôi nghe rồi, biết Đà Nẵng rồi. Hôm nay con sẽ diễn ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên. Mong mọi người và bốn huấn luyện viên cùng lắng nghe. Cho vòng em yêu.
hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rìu, em trao lời nói nhớ mãi. Lời nói lửa cháy dịu đắng ngày nào. Kia đàn chim chưa ra bay qua xưa bao trời. Một ngọn lửa ông bồi hồi cháy bay. Ôi cao nguyên, em thương ai thương ngài, tôi đủ đang chờ ai. Một ngọn lửa ông từ bao la, ngọn lửa tìm về với cội nguồn. Một ngọn lửa ông bồi hồi cháy bay. Ôi cao nguyên, những chiến sĩ cao nguyên để đánh lừa bậc phù. Phương Trình. Khúc cuối bấm chi vậy? Không bấm luôn người đi. Người ta hạ chốt quá hay như vậy nha. Mà chắc lấy có một người bấm. Tiết mục quá hay thì để mọi người tập trung lên sân khấu. Cô bấm đây á là cô khen con. Nghĩa là một cái tiết mục của con quá hay đi. Chẳng lẽ có một người chọn. Nhưng mà cô bé nè, cô vẫn khuyên con rằng là thôi con nên về đội chú đại, bởi vì là đội cô đã có một màu giống như con rồi. Thôi bây giờ quan trọng là con muốn về đội nào. Nếu mà con vẫn muốn về đội của cô Tố My và cô Mến thì con cứ việc chọn con nha. Cô My nói rồi. Ok. Ok, con cứ chọn chú đại ơi. Đại, ủa sao đổi đội luôn đâu? Lửa quá trời lửa luôn. Cô thích lửa thật lắm luôn. Thật sự là bây giờ là cái tâm trạng của thầy Đại là rất là hoang mang. Bởi vì là cái tình đồng hương á, nó dữ dội lắm. Con ơi, đội cô My rất là nhiều đồng hương rồi. Thôi bây giờ cô My ngồi không nói gì hết. Thầy Đại cảm ơn con đã đem đến một cái phiên bản ngọn lửa cao nguyên quá tuyệt vời. Nó rất lạ, hát một cách rất là lửa và rất đúng với tinh thần của bài. Còn những cái chỗ khác, con hát một hoàn toàn một kiểu rất là Phương Trinh, máu nghệ sĩ của con. Và con nên về đội của thầy đi.
Bây giờ là thầy có một cái chiêu mà át chủ bài thầy đang để dành là từ đầu tới giờ rồi, thầy thôi chưa lên có sử dụng. Con ta đi. Đó là thầy nói là con nuôi của thầy đó là Quán Mương mùa trước á, tới đây ủng hộ thầy. Ngô Quốc Dương ơi, con nói bạn về đội của Ba Đại đi con. Giơ tay cho Quốc Dương, Quán Mương của mùa thứ hai. Rồi, con trai, hôm nay là ba nuôi con đem con lên sân khấu là thấy ở dưới là đuối lắm rồi mới đem con lên. Thì con nói một câu gì đó cho bạn Phương Trinh, bạn thích rồi bạn về đội của ba nuôi con đi. Nè, nhìn vô ánh mắt Phương Trinh mà nói chuyện. Đỏ mặt rồi kìa. Thấy người ta đẹp quá rồi đứng rồi rung mà không nói được. Á chủ bài gì kỳ vậy? Không phải. Con anh vậy á, hãy gặp mà em bạn gái nào đẹp là vậy đó. Trời ơi, mắt cỡ liền à. Nói đi kìa, nói với người ta một câu đi, cái tay gì quèo 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 vậy? Con mạnh mẽ lên con đó. Bỏ vô túi đi. Rồi. Tay con lạnh. Tay con lạnh, trời ơi. Dưới nhan sắc này tay lạnh quá mọi người ơi. Rồi nói nè. Về đội Ba Đại thì con thấy rất là vui. Về đội Ba Đại thì con cũng thấy rất là may mắn. Em ơi, hãy về đội Ba Đại đi. Trời ơi, thầy nhìn quá phải rồi, dễ thương và duyên dáng. Con nói lại câu em ơi 10 lần đi. Con như vậy mà con sao con gọi là dám nói là em nghe, ơi. Nghe là em ơi, ngọt dễ sợ. Nói câu em hay đi con. Con rất là thích, duyên quá. Để cho hai đứa nhỏ nó tâm sự. Trời ơi, đâu phải là lúc nào cũng có thời gian để gặp nhau. Bây đây giờ là Quốc cái Dương duyên mà không thuyết phục bạn này á, dài dài nói nhiều nhiều là cô mến lên, cô mến dành á. Em ơi, về đội của Ba Đại thì em sẽ gặp được anh. Đây là á chủ bài thật sự. Thôi như vậy đủ rồi. Anh về dưới, anh dắt á chủ bài qua về dưới. Đúng là về đội của Ba Đại thì em sẽ được quán quân với anh. Đằng này em sẽ được gặp anh. Trời ơi, chiêu trò dụ dỗ con gái tôi. Con đừng để, con đừng bị phân tâm bởi nhan sắc của anh ấy. Con phải tập trung vô ngày hôm nay. Con nhận được hai sự lựa chọn đó từ hai lớp học. Cho nên là bây giờ con sẽ phải quyết định về lớp học của đội nào. Con cảm ơn hai đội ạ. Dạ, con về với cô Phạm Lịch. Và chú Quốc Đại. Yeah, đi mừng. Chúc mừng. Yeah. Ôm có ôm cái không nhỉ? Có ôm cái không? Nắm tay bạn về. Ba Đại nha. Quốc Dương rồi. Ơi là Quốc Dương. Thầy Đại ơi, át chủ bài xuất sắc thì không còn gì nữa. Không biết chiêu gì nữa đây. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi ở thí sinh tiếp theo. Xin mời. Con xin kính chào các thầy cô cùng toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Mai Anh Thư, con đến từ Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay con đến đây con xin trình bày bài hát Con Yêu Mẹ. Tuy rằng con không sống chung với mẹ nhưng mà thông qua chương trình con muốn gửi đến mẹ bài hát này. Và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Thì mẹ vẫn mãi lo cho con.
Con ơi, con đã được một sự lựa chọn đến từ lớp học của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch rồi. Xin mời quý thầy cô ạ, chúng ta cảm nhận như thế nào về bé? Thầy bị thuyết phục bởi cái chất giọng của con và cái cách nhả chữ của con. Cái ở con đang còn hạn chế đó là cái quãng giọng của mình. Và còn cái có những chỗ cao nhất thì cái đuôi chữ thì nó hơi bị đuối xíu. Nhưng mà thầy Đại nghĩ là những cái này là những cái lỗi thầy Đại có thể khắc phục được liền cho con. Thầy rất là chào đón con về đội của thầy, bởi vì cái màu này thầy đang không phải vì thiếu mà thầy chọn con, mà thầy chọn con bởi cái tình cảm của con đặt vô bài, cái chất giọng của con và các cách nhả chữ của con. Xin chào đón con về đội của thầy. Chúc mừng anh Thư, xin mời con về với lớp học của mình. Còn bây giờ sẽ là thí sinh kế tiếp, xin mời. Dạ vâng, con tên là Quang Vũ và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và hôm nay con xin trình bày ca khúc được mang tên Và Tôi Đi. Tôi vẫn hay mộng mơ về tương lai nhiều ánh sáng rực rỡ. Đam mê luôn rực cháy và tôi muốn vươn lên bằng chính hai đôi tay. Bao nhiêu bộn bề lo âu đường tôi đâu, vực sâu khắp nơi đôi khi lại càng buông lơi, vì tôi mê những thứ không vào đâu. Cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Ok, tuổi thơ cùng cha đi đó đây, tôi thường nghe bao bài ca trên xe nào có hay, đam mê cao khát cùng gió mây. Biết điều khi tôi có câu ca này vui để đắm say, và đôi khi tôi sao lãng về ngày mai. Quay đi hiện tại tôi không biết mình là ai. Qua bao khó khăn tôi mới biết được ước ao, bay lên bầu trời cao này cùng với khát khao dấu. Bao nhiêu bộn bề lo âu đường tôi đâu, vực sâu khắp nơi đôi khi lại càng buông lơi, vì tôi mê những thứ không vào đâu. Cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau sẽ đến nơi chân trời xa với giấc mơ bao ngày qua. Chạy theo khao khát của riêng ta, sẽ hát câu ca đẹp tươi dẫu bước qua bao ngày mưa. Thì giờ đây tôi sẽ bay đi thật xa. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Ok, và tôi đi đi đi, oh yeah, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Và tôi đi. Thì thầy Đại khoái nhất là mấy cái chỗ mà mới vô là cái accord vô một cái là con vô liền rồi. Và con vô chính xác. Và cái giọng của con rất là lạ luôn. Rồi đọc rap rồi đủ thứ hết. Con có biết nhảy không? Dạ có. Con nhảy thử được không? Trời ơi, tôi không thay đổi ý kiến được. Tôi về thay đổi ý kiến được. Giữ nút rồi. Xin được chúc mừng con Quang Vũ về với đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Đây đúng nghĩa là cướp thí sinh luôn nè. Bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo, xin mời. Tại vòng đối đầu này con hát với nhóm Thiên Thần. Nhóm Thiên Thần của con sẽ đối đầu với anh Nhật Phúc và hát bài How Far I Go. Trong quá trình tập bài này thì con có gặp khó khăn là có nhiều nốt nó quá cao nên con không lên được. Dạ, anh hát giọng rất là nội lực
khỏe và anh rất là dễ thương. Nhóm Thiên Thần ấy rất là hay. Anh Phúc ơi, chúng ta cùng nhau cố gắng vào vòng trong nha. Yeah. Nhóm Thiên Thần, hãy cùng mình tỏa sáng trên sân khấu nhé. Chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc nằm trong bộ phim Moana How Far I'll Go với sự trình diễn của Nhóm Thiên Thần và Nhật Phúc. Gần với biển xanh trong và sóng chào, bao ngày tôi chẳng thấy nhớ nữa, cứ thế mãi cho đến khi nào. Ước gì tôi sẽ ngoan hình như là bao người, nhưng rồi tôi quay về với sóng vô, dù đã phải cố gắng thật nhiều. Con đường dài tôi đi sẽ còn gần sóng gió, sẽ gặp nhiều bão tố cho dù bao khốn khó. Như tôi luôn bước tiếp thì về nơi xa kia là nơi tôi thuộc về. Tụi con như thế nào, nhưng mà chú chắc chắn luôn trong chương trình này tụi con sẽ đi rất xa. Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Đâu hồi nãy là trong bài là suýt tí cũng đi xa rồi đó. Đi xa rồi. Sao vậy cô? Trong bài có một đoạn là các con suýt tí đi xa rồi mà may quá là kéo lại kịp, cho nên là cô mừng muốn chết gì đó. Là tại vì hồi nãy lúc mà chuyển tông đó là các con lạng một cái, giống như là đi rất, cô tưởng là sẽ đi rất là xa, nhưng mà cuối cùng tự nhiên các bạn kéo lại cho nó đúng tông, mừng quá đi. Cô ơi, cái này là bài hát nằm trong bộ phim Moana, mà cái bộ phim này là một cái chuyến phiêu lưu nữa, cho nên là các bé này á là kiểu muốn đưa chúng mạo ta hiểm, phiêu lưu mạo hiểm khám phá rừng già. Một lần nữa thì xin chúc mừng các con một phần thi rất là tuyệt vời hôm nay. Cô Thảo có bổ sung gì thêm không ạ? Các con làm cho cô bị manh động quá. Là từ bên đó mà cô đi qua đây để nhập vô cái chiếc bè này để đi chung với lại mấy chú MTV, để bơi chung với lại các con. Và thực sự là đây là một cái tiết mục rất là sôi động, rất là dễ thương, phù hợp lứa tuổi của các con, rồi dẫn mọi người vô một cái chuyến phiêu lưu rất là kỳ thú. Và cô thật sự mà nói thì không biết bắt lỗi ở chỗ nào,
Dĩ nhiên là một trong một bài hát mà hát đông người như vậy thì chắc chắn phải có lỗi rồi. Vâng, bắt lỗi là dành cho cô Tiên. Rồi bắt lỗi là qua cho cô Tiên nha. Hôm nay đổi vai rồi, hôm nay đổi vai từ đầu rồi đó. À đổi vai rồi hả? Chị hết là mẹ cám rồi. Cô thì cô lại thấy là ở trên sân khấu này toàn là trai xinh gái đẹp, cho nên là cô bị mê mệt quá, cô chẳng để ý là có con hát cái gì nữa. Nhưng mà cô phải đứng lên, cô nhún nhảy, cô hét hò để cô cổ vũ cho các con. Và cái phim này cô đã xem rồi, và cái vai mà trong này mà cô thích nhất á là vai con gà. Con có phải con gà không? Con đóng vai gì vậy? Dạ con đóng vai Maui. Maui. Maui hả? Maui. Maui. Vai đó có cái móc câu. Dài dạ, đó. Dài đó là bự. Bự. Đó, cái gì bự? Xăm mình nữa. Dạ, bụng bụng bự người gì cũng bự. Muối. Cái này là hình xăm mà đúng không? Này hình xăm mà đúng không? Dạ đúng rồi. Vai Maui đó là một vai của một vị thần rất là mạnh mẽ. Thực ra thì cũng rất là nhìn con rất là khỏe khoắn, rất là mạnh mẽ như một vị thần vậy đó. Những cái hình xăm á nhìn rất là ra cái vai đó. Tuy nhiên nếu mà ở trong đây bốn bạn mà một bạn xích ra làm con gà chắc là cô cho 10 điểm hết. Nhưng mà thật sự gà gì con gà hả? Tại con gà ở trong cái phim đó kìa, nó lãng dữ lắm, nó dễ thương dữ lắm. Cô khó quá. Cô bắt tụi con làm con gà. Chú có một lưu ý nhỏ thôi. Có nghĩa là khi mà tụi con hát trên này và tụi con thấy cô chú dưới này đứng lên và cổ vũ cho tụi con rất là nhiều, thì tụi con gần như đi xa. Có nghĩa là tụi con không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tại vì nó sung quá thì tụi con giống như là đi gần đi xa luôn. À xí, con có điều này nữa nè. Cô có cái dịp coi các con lúc mà các con tập bài này, lúc mà chạy chương trình đó, lúc mà tập chương trình đó là cô coi các con tập bài này. Và khi cô coi các con tập lúc mà chưa lên sân khấu, chưa diễn, chưa thi đó, thì cô thấy xí chỉ cô được cô Thảo đột nhập hậu trường, cô Thảo giờ đó thì sao đi không? Không phải vậy. Ngày hôm đó MTV và Thanh Thảo có đi tập, Thủy Tiên không đi tập. Nên cô không được gặp các con. Còn cô lúc mà tập thì cô thấy các con, ví dụ như là cho thang điểm từ 8 tới 10 đi, thì lúc mà các con tập thì cô sẽ cho điểm 8 thôi và không có thuyết phục cô lắm. Nhưng mà sau khi tập xong và bây giờ đến lúc mà các con lên sân khấu để các con thi, thì thường là thi là sẽ hát và diễn mất tự tin hơn là lúc tập một chút. Nhưng mà con lại ngược lại, hôm nay là thuyết phục cô hơn là bữa tập. Các con tập thì cô cho điểm 8, nhưng bây giờ các con diễn cô cho điểm 10 được không? Dạ được chứ, quá được. Con cảm ơn cô. Cảm ơn huấn luyện viên Thanh Thảo cũng như là huấn luyện viên còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để mà chấm điểm cho tất cả tiết mục đầu tiên này. Bây giờ 30 giây đầu tiên, xin quý vị các bạn hãy cùng chấm điểm cho bé Nhật Phúc. 30 giây bắt đầu. Bây giờ thì cô mình... Băng Nhi mời Man và Thị Dung vào trong nghỉ ngơi. Dạ. Một chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trên sân khấu nhé. Dạ. Mấy con nhớ nha, mình may mắn bây giờ mình sinh ra trong thời bình, hồi xưa là còn cái lai quần cũng đánh. Bây giờ tụi con là phải còn cái lai quần cũng phải hát nghe chưa. Mời con đi vô. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Một mình giữa tháng năm dài, ai về phủ Lý nhớ hoài không quên, ngỡ ngơ ánh mắt dịu hiền, Hà Nam mảnh đất nối liền yêu thương. Hôm nay, chúng ta tiếp tục trở lại Hà Nam để làm quen với các bạn nhỏ tham gia chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đô Thu Hường, năm nay mình học lớp 6, mình đến từ Hà Nội. Còn mình tên là Nguyễn Lê Phương Linh, năm nay mình lên lớp 4, mình đến từ tỉnh Hà Nam. Giạt mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi béo giạt mây trôi chim xa tăng tiếng tình cá lội ngậm một tiếng trong hai tin đợi ba bốn tin chờ sao chẳng thấy đâu.
Cả hai thí sinh của chúng ta đều là những con ngoan trò giỏi. Bạn Thùy Linh năm nay học lớp 4, bạn cũng là một thành viên tích cực trong câu lạc bộ văn nghệ của trường. Với bạn Thu Hương, năm nay bạn học lớp 6 và bạn vừa thi đậu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với tư cách là thủ khoa của chuyên ngành sáo trúc. Đây thực sự là bước đệm để bạn theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình sau này. Vì nhà mình ở Hà Nam, còn nhà mình ở Hà Nội, cho nên mỗi lần tập luyện, mẹ thường chở mình từ Hà Nam lên Hà Nội để tập với chị. Gối, gối nắng, trường sa áo bay, cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Và chúng ta sẽ cùng xem hai bạn Thu Hương, Phương Linh sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục biểu diễn như thế nào nhé. Em sing.
mừng các vị huấn luyện viên. Quá, trời ơi, các con tuyệt vời quá. Nhưng mà hát chung với nhau vậy tụi con có thấy khó không? Dạ không ạ. Dễ đúng không? Không, bây giờ vậy nè, tại vì là tụi con ở Hà Nội vào cho nên là cô hơi bắt khó một chút nha. Tại vì là cũng có rất là nhiều bạn được ba sự đồng thuận. Thì bây giờ nếu mà các con muốn được tất cả khán giả ở đây đều đồng thuận hết á, thì bây giờ cô thử một cái nha. Là người Hà Nội là thường là sẽ nghe chèo và biết hát chèo nữa, đúng không? Thì ở nhà ba mẹ có cho tụi con nghe chèo không? Hay là tụi con có biết hát chèo không? Dạ con biết hát chèo ạ. Hai bạn biết hay một bạn biết? Không ạ, chỉ con biết thôi ạ. À, con biết thôi hả? Rồi con thử coi. Ở đây khán giả dành cho bé một tràng pháo tay thì cờ lớn đi. Đào liễu có một đi mình, em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đào liễu có một đi mình, ấy kìa hai vai đang còn gánh nặng mà để nhật trình đường xa dẫu mà ấy thế mà em đi quá quyến rũ. Phải nói rằng là thực sự đây là một cái tiết mục rất là trọn vẹn, mà cô cảm thấy rằng là từ cái điệu bộ của các con, từ cái giọng hát, rồi những cái lúng liếng, những cái liếng lấy dễ thương khủng khiếp vậy đó, cho nên là không có lý do gì mà cô không bấm cho các con. Còn lý do mà các cô chú bên này bấm như thế nào thì để coi các cô chú nói làm sao ha. Ai biên đạo cho tụi con vậy? Ai biên đạo cái bài này? Dạ bọn con tự tập ạ. Trời đất ơi, dễ sợ vậy đó hả? Tụi con có bao giờ đi học múa không? Hay là học nhảy gì không? Dạ con có ạ. Có hả? Chú chưa nói về cái phần hát. Tại vì tụi con hát là khỏi nói rồi. Nhưng mà cái phần múa là chú hơi bị bất ngờ. Cô Tiên này rủ hạt múa quá trời luôn. Tại vì ở chỗ bên đây của cô lượng từ bên kia qua tới đây. Tụi con múa hay đến cái mức mà cô phải qua đây cô múa chung với tụi con. Tại vì cô đứng bên kia không có chỗ để cô múa. Cái sự đặc biệt là cái bài này nó quá là đặc biệt. Bài nó, khó lắm nó đó. Hơi bài rất quá khó sức so với tụi con. Nhưng mà tụi con hoàn thành ở một cái mức như vậy có nghĩa là đã quá tuyệt vời rồi. Đâu phải dễ mà hát bài này. Thậm chí cả cô hay cô Thảo hay là mọi người cũng rất rất là khó để hát ca khúc này. Khi mà lên sân khấu cái giọng hát nó chỉ chiếm khoảng 70-80%. Nhưng mà cái phần còn lại á, mà hình thể trên sân khấu hoặc là những cái mà làm người ta nhớ mình á, thì nó là cái điều còn đặc biệt hơn nữa. Cho nên là con nhất là con bên đây là con cứ dẻo như vậy làm con cứ trời, yêu cô Tiên, không chịu được. Cô Tiên bình tĩnh được không? Bây giờ em mới biết tại sao người ta hay nói là hồn nhiên như cô Tiên vậy đó. Chị thấy rằng là cái sự hồn nhiên cũng như là cái phần dàn dựng và đầu tư trong cái tiết mục của các con á thì rất là đáng khen. Các con ở Hà Nội thì có ba mẹ đưa các con vào đây thi không? Dạ có. Như vậy là ba mẹ chắc cũng đang có mặt ở đây đúng không? Ba mẹ có ủng hộ các con khi mà các con đam mê ca hát không? Dạ có. Chính vì vậy các bé nhìn thấy có vẻ là rất là đam mê ca hát. Và ba mẹ chắc cũng đang rất là hãnh diện về các con sau cái tiết mục vừa rồi. Đúng rồi, chắc chắn có ủng hộ mấy chợ và đưa con vô đây để thi chứ đúng không nè. Quan trọng hơn nữa là hai con cũng đã nhận được ba sự đồng thuận của tất cả các cô chú. Bây giờ mình ve một cái để chúc mừng chúng ta đã lọt vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Được Không nào. Bắt đầu 1, 2, 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao không bấm vậy Tiên? Sao anh không bấm? Chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Nhưng mà chú thấy như là các cô chú huấn luyện viên đang rất là tiếc đúng không? Tại sao vậy ạ? Mà hai câu đầu là đã thấy con hát hay rồi. Mà mặc dù là đằng sau thì cô thấy là bắt đầu có phần là đuối dần dần rồi đó. Mà cũng may là cô bấm ngay đầu, cho nên là ngay từ lúc đầu con đã hớp hồn cô. Nhưng mà cái nốt lên cao của con thì thật sự là lên cũng chưa tới. Nhưng mà cô nghĩ rằng là với cái tuổi của con, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con học lớp 6 ạ, 11 tuổi ạ. Con tên gì? 11 tuổi. Con tên là Nguyễn Khánh Linh và con đến từ Hải Phòng ạ. Một cô bé đến từ Hải Phòng và với 11 tuổi thì thực sự ra là cái cục hơi của con sẽ không có nào vững được. Và con lên nốt cao nhất cũng sẽ bị vói. Nhưng mà vì hai câu đầu, những cái câu đầu của con rất là thuyết phục cô, nên là cô nhanh tay bấm vì cô thấy được một cái tố chất và một cái tài năng tiềm ẩn từ con. Cảm ơn các quý vị huấn luyện viên. Còn đây thì chú cũng xin tặng cho con một món quà kỷ niệm của chương trình. Đừng buồn nha, và về nhà mình tiếp tục rèn luyện thêm. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với thí sinh tiếp theo. Cô Băng Di chào con. Con chào cô Băng Di. Con có thể chia sẻ về bản thân mình cho quý vị khán giả đang xem được biết không? Dạ được. Xin chào mọi người, con tên là Huỳnh Phúc, năm nay con 14 tuổi, con đến từ Tây Ninh. Theo như cô được biết là con lọt vào một cái top rất là cao ở trong một cuộc thi khác. Nhưng mà tại sao khi mình đã đạt được một cái thành công nho nhỏ một chương trình khác là con lại quyết định tham gia chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí? Dạ thưa cô, con quyết định thi chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí bởi vì là con muốn thử sức mình, coi sức mình đi được tới đâu. Và con muốn học hỏi được thêm nhiều thứ. Ở trong nhà thì ba hay mẹ con là người khó tính nhất? Cha con là người khó tính nhất. Có bao giờ bị đánh không? Dạ có. Có bị đánh hả? Ba là người đánh hay là mẹ là người đánh? Cha con. Ngày hôm nay thì con mang tới tiết mục gì? Ngày hôm nay thì con sẽ mang đến cho khán giả và ban giám khảo một ca khúc là ca khúc Ba Thương. Bây giờ thì con có một cái lời nào muốn nói với cha mình trước khi mình lên sân khấu không? Cha ơi, bình thường thì con hư con hay cãi lời cha, nhưng mà con không thích cãi lời cha đâu. Hôm nay con sẽ gửi tặng cho cha một ca khúc Ba Thương. Không sao không sao nha, chuẩn bị tinh thần tốt để mình lên sân khấu nha. Không sao không sao. Thank you.
trưởng thành xuôi ngược đó đời, rồi con xây một giấc mơ trăm năm bên đồ bản tình thương yêu, một mai ba phải ra đi dở dàng câu chuyện kiếm người gió một tiết mục rất là nhiều cảm xúc. Mời cô Hai Kiên Giang nhận xét trước. Cái bài hát này con hát tròn bài, rất là đồng đều từ đầu đến cuối. Mặc dù ở lúc cuối con hơi có độ cái rung của cuối đó, nó bị phô 3-4 chữ, nó không có đúng cao độ của lần cuối cùng. Có thể là con thấy đến gần cuối thì chưa có ai bấm, thành ra tâm lý cô Thảo vừa bấm xong ơi mừng quá rung mất tiêu. Chính xác là mình cảm nhận được cái đó, mình cảm nhận được cái điều đó. Để tiến xa hơn thì bắt buộc con phải tập luyện nhiều hơn nữa. Và cô có một cái góp ý nhỏ, cái động tác trên sân khấu của con, động tác của con là bị nữ nhiều quá. Cái biểu diễn những cái hình thể động tác biểu diễn của tay hoặc là những cái lắc của người, của vai, của chân, con nó bị thiên về nữ nhiều quá, nó sẽ là một cái bất lợi của con sau này. Khi mà con đứng trên sân khấu thì người ta sẽ bị cuốn hút theo những cái động tác, người ta mất tập trung vào những cái gì mà con hát, người ta sẽ có cái sự phân tán đi. Cho nên là con phải tập lại, con xem video clip của các chú nam nhiều và con học hỏi theo những ai mà con thích nhất. Nên cô chỉ có góp ý một chút xíu với con thôi, và hy vọng là con thay đổi thì sẽ rất là hoàn hảo. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Con mời cô Thanh Thảo ạ. Thực ra thì cô Tiên đã nhận xét hết rồi. Cô chỉ nhắc con là trong cái bài hát vừa rồi thì cụ thể là có cái chữ dở dang đó, là sau này mình phải hát là dở dang chứ mình không hát là dở dang. Cái đó là cái phát âm nó sẽ bị sai. Hoặc là chữ đắng cay thì con phải phát âm thật là rõ chữ đắng cay, mà chữ cay mà nó có lai thành chữ y rồi đắng cay là nó cay một chút xíu là nó không có chuẩn, thì người ta nghe người ta sẽ cảm thấy là giống như là mình bị phát âm sai. Đó thì con chỉ cần chú ý, nếu mà sau này con hát lại bài hát này thì nhớ là cô có góp ý cho con là phát âm cuối câu cho nó chuẩn. Chứ còn mà mình hát sai đi thì nó sai một cái ý nghĩa khác nha con. Chỉ có góp ý cho con cái phần đó thôi ha. Cảm ơn cô Thanh Thảo, cảm ơn ông Thủy Tiên và cũng cảm ơn các huấn luyện viên MTV. Và chú cũng chúc con là bây giờ mình vô rồi, mình tập luyện nhiều hơn để mình vòng sau mình quay trở lại mình sẽ có những cái sự tiến bộ con nha. Chúc mừng con một lần nữa. Chào con. Chào chú. Sao chú có cảm giác như con còn rụt rè, còn e lệ, còn e thẹn dữ vậy? Con đang có điều gì mà con đang cảm thấy hơi hồi hộp hay là khó chịu hay là sợ cái gì không? Dạ không. Ồ vậy hả? Vậy là chú nói sai hả? Chú, xin lỗi nha, chú sai rồi. Nhưng mà thực ra là chú thấy là con có trong ánh mắt của con á rất là đẹp. Một cái cô bé có một ánh mắt rất là đẹp nhưng mà có một cái gì đó nó hơi buồn buồn ở trong. Không biết là con thích hát dòng nhạc gì? Dạ con thích hát dòng nhạc dân ca với lại cải lương. Hôm nay thì tới với Ai Sẽ Thành Sao Nhí, con sẽ mang tới tiết mục gì? Hôm nay con sẽ trình bày tiết mục Thương Về Miền Trung. Rồi, chú hy vọng là khi mà con lên sân khấu thì chính cái gương mặt này, cái biểu cảm này và chính cái giọng hát ngọt ngào của con nữa sẽ là một cái vũ khí để con chinh phục ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả. Và chú cũng tin là quý vị khán giả sẽ yêu mến giọng hát của con. Mời con lên sân khấu. Đường người ơi có
chảy cuộn vươn bao niềm thương cho những đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương nhớ ai xuôi thuyền bên nữ đẹp trắng sôi đêm trường và như vắng lặng lòng trái đi ngàn phương mỗi khi sương chiều gió nhỏ vụn hoa nơi phố phường người ơi nếu còn vẫn trắng xoay sông hương núi ngự còn thông xeo chiều buồn tôi vẫn còn thương vắng lặng lòng trái đi ngàn phương mỗi khi sương chiều gió nhỏ vụn hoa nơi phố phường người ơi nếu còn vẫn trắng soi sông hương núi ngự còn thông xeo chiều buồn tôi vẫn còn thương cô bé mà ở trong vòng phỏng vấn á, chú đã bị ngây người ra tại vì là con rất là đẹp. Mà không biết các anh chị có thấy là em có cảm giác cô bé này rất là giống chị Vân Khánh. Dịu dàng mà hát một cái bài về miền Trung vậy rất là giống chị Vân Khánh. Một tràng pháo tay nữa quý vị dành cho cô bé này được không ạ? Đầu tiên á cho cô tranh phần nhận xét trước ha. Thì cô chỉ nhắc nhở bé là trong cái bài hát vừa rồi đó có ba cái chữ mà phát âm sai hai lần trong bài, đó là chiều buông là chiều buông chứ con không được hát là chiều buôn, chữ buông nó mất cái chữ g đằng sau rồi. Rồi vần trăng con hát là thành vần trăng, xóa nhòa cái chữ đó rất là dễ bị phát hiện thì con hát là xóa nhòa. Cô biết cái đó là do cái phát âm của địa phương, cái thói quen của vùng miền, nhưng mà đã là ca sĩ thì bắt buộc là phát âm phải chuẩn. Cái bài hát vừa rồi thì cái phần thể hiện một cái giai điệu miền Trung cũng rất là khó, bởi vì là con là người Tiền Giang mà lại chọn một ca khúc miền Trung để thể hiện thì con cũng sẽ không thể nào mà con thể hiện được hết cái âm hưởng vùng miền đó. Thì cô chỉ có hai cái nhắc nhở con là nếu tiếp tục vào vòng trong chắc có lẽ con sẽ phải cố gắng nhiều lắm đó. Thực sự là chú cũng có cảm giác là một cũng bị phân vân lắm luôn á. Cái phần chính tả lỗi nó cũng ảnh hưởng một chút về cái phần cảm nhận là con hát rất là tròn trịa. Nếu về miền Trung thăm người Trung, nếu về miền Tây thăm người Tây, tôi người Tiền Giang.
ngoài cái loại phát âm thì cũng phải nói là cái giọng con có một chất giọng ngọt ngào và hơi của con cũng rất là vững. Cái đó là điều mà con đã cần phải phát huy, cái đó là thế mạnh của con đó, thì con cứ giữ cái phong độ đó đi. Nhưng mà bên cạnh đó thì con cần sửa những cái lỗi nhỏ trong cách phát âm của con. Cảm ơn các chú MTV. Còn cô Thủy Tiên thì sao ạ? Con là một người hát hay, có giọng nhưng mà con lại quá an toàn. Và chính vì cái sự an toàn đó nó làm cho con bị, cái giọng hát của con nó bị nhạt nhòa, nó không làm cho người ta cảm thấy hứng thú và muốn bấm cho con. Nhưng mà những cái giọng xuống giọng và lên giọng của con đó, nó ở cái khoảng giữa, nó làm cho cô nghĩ là con có cái sự rung động và nó có cảm xúc thực sự, cho nên cô bấm. Và khi cô bấm xong thì con khác hẳn hoàn toàn. Con hát con cũng mượt mà hơn và con cũng cảm thấy tự tin hơn. Con cảm thấy sân khấu này là của con, nó sáng rồi và con chính là ngôi sao trên sân khấu này chứ không ai khác cả. Thì con phải tập lại tâm lý. Chắc chắn là những vòng sau con sẽ phải tỏa sáng và dù có ai bấm hay không con cũng phải vững vàng. Đối với ca sĩ đó con, là thật sự ra là quan trọng nhất là cái phần phát âm. Sai lỗi chính tả là không có tha thứ được, cho nên là con phải chị về phải con tha học thứ lại đi, tại vì em đã từng, cho nên là em tha nhiều hết lắm. Chị không tha là chuyện nhiều, của chị nhiều. Em tha rất nhiều thật sự ra là tại vì là thật ra đó là rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, các cô chú mà đã nổi tiếng bây giờ đó cũng đã từng khi thu âm bị bắt lỗi chính tả rất là nhiều, mà các cô chú vẫn phải tập về đọc sách nhiều hơn, đọc thành chữ luôn để cho quen cái phát âm và nghe nhiều hơn nữa. Phải cố gắng nhiều hơn nha con nha. Chắc chắn con nghe vậy con về là con phải là tập luyện nhiều. Lần sau quay trở lại là hớp hồn các cô các chú nha. Dạ. Rồi mời con bước vào phía trong. Một ca khúc viết lên tâm sự, biết bao nỗi niềm phút giây ta từ. Hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, giờ biệt ly ôi thấy điều hiu. Nhìn nhau không nói, xác phượng tả tơi bên đường. Bạn cũ mãi trường sương ơi, ghi vào lòng tôi suốt đời, ngậm ngùi đành cấm nín mà mãi ngàn sầu. Màu áo tích ngày xưa đâu, đêm vào lòng thêm trái sầu, hạ buồn đây nhớ mãi ngàn sầu. Thank you.
sân khấu đang nóng lên. Và chú Duy cũng xin đặc biệt cảm ơn Vũ Đoàn Nhí, diễn rất là dễ thương, rất đáng yêu. Và bây giờ chắc là quý vị huấn luyện viên phải nhận xét ngay bây giờ đúng không ạ? Rất đi, là nhận xét luôn. Em mời anh hả? Xin mời huấn luyện viên MTV ạ. Tụi chú nói thiệt là tụi con hôm nay quá xuất sắc, ba tụi con, cho nên không còn cách nào khác, 10 điểm hết. Cho luôn, cho 10 điểm luôn. 10 điểm hết. Lam Giang á thì cô có điều rất là bất ngờ, rõ ràng là con là người Bắc. Khi mà hát cái bài hát này thì con có nói với cô là cô ơi, con không biết con có hát được tiếng Nam hay không. Wow, wow. Sao cho con hát cái bài. Con có người Bắc không con? Con là người Bắc ạ. Người Bắc cô. Ngày hôm nay thì con đã hoàn toàn chinh phục hết mọi người, là ở đây có lẽ quý vị khán giả cũng không nhận ra bé là người Hải Phòng. Đúng không ạ? Tiết mục này thật sự là một tiết mục gây khó dễ cho tất cả các huấn luyện viên cũng như giám khảo ở đây. Quỳnh Anh và Lâm Giang thì tụi con quá tròn trịa, quá ngọt ngào, tự nhiên trong cái bài hát đó, không có chỗ nào để bắt lỗi tụi con hết. Còn riêng Tiểu Bình thì chú rất là ấn tượng về cái phần trình bày của con, bởi vì là con có một cái chất giọng rất là đặc biệt, cái cách luyến lấy cũng như cách nhả chữ của con á, khi mà con hát cái dòng nhạc trữ tình á, thấy là cái nó rất là sang. Cảm ơn nhận xét từ các chú MTV. Còn cô Thủy Tiên thì thấy thế nào hả cô? Thực sự hôm nay thì cả ba bạn đều xứng đáng, và bản thân cô cũng không biết là loại ai để cô không muốn loại ai cả. Chương trình có thể cho cô giữ hết được không? Chương trình đã giữ hết đi. Vâng ạ, điều đó chỉ xảy ra khi số điểm của ba bé bằng nhau thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần chấm điểm. 30 giây để chúng ta chấm điểm cho tất cả các bé của chúng ta. Kết thúc. Và bây giờ thì Thanh Duy đang có trong tay số điểm cũng như là kết quả của tụi con. Số điểm cao nhất 38,5 điểm với 30 điểm từ huấn luyện viên, một số điểm rất cao, và 8,5 điểm đến từ 100 khán giả đang có mặt tại trường quay. Chúc mừng cho cô gái mang tên Lam Giang. Thảo. Yeah. Và số điểm tiếp theo 37,7 điểm, trong đó có 29 điểm từ các vị huấn luyện viên và 8,7 điểm từ 100 khán giả tại trường quay. Và 36,7 điểm, trong đó có 30 điểm từ quý vị huấn luyện viên và 6,7 điểm từ quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Chú xin được chúc mừng Tiểu Bình. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Thủy Tiên và Thanh Thảo đã có những thí sinh xuất sắc nhất tiếp theo bước vào vòng trong. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tiết mục dự thi.
tên là Nguyễn Tấn Thiện, năm nay con 9 tuổi, con đến từ Đắk Lắk ạ. Ôi trời ơi, mà sao con hát hay dữ vậy, con tập hát lâu chưa? Dạ con tự hát ở nhà, chứ con chưa đi học lần nào. Wow, ôi trời lành dễ sợ. Cái giọng này đúng là giọng của miền cao rồi đó. Nó cao vút luôn. Ở nhà ai dạy con hát, ba mẹ có dạy không? Dạ không phải ba mẹ mà con tự hát. Ủa con tự hát hả? Tự tập luôn. Là con nghe nhạc ở trên truyền hình rồi cái là con tập hát theo hay sao? Dạ đúng rồi. Đúng rồi hả? Con tập nhiều bài không? Hay là có một dạ, bài này? Dạ con tập cỡ khoảng mấy bữa mà con chưa thi là con tập chỉ quen thấy bài nào hay con mới tập. Nhưng bây giờ thấy gấp gáp quá con tập 10 bài rồi. Ôi trời ơi! Gấp gáp mà tập 10 bài hả? Con thấy là gấp quá, con tập sơ 10 bài thôi. Con ngoài bài này thì con tập bài nào khác nữa đâu? Hát cho cô nghe một câu coi. Con hát bài Giấc Mơ Trưa. Rồi thử cho cô nghe một câu nha. Chú ngủ nha. Chú ngủ nha. Rồi. Em nằm em nhớ một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em vì nơi ấy một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời hay là mưa cuối trời, và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, người đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã người đã đi qua những lời em kể. Này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chùa. Trời ơi, cô ngưỡng mộ con quá đi con ạ. Tại vì con có ba ngôi sao rồi thì chắc chắn con sẽ bước vô vòng trong rồi. Thì hy vọng là cô sẽ gặp con những cái vòng sau mà khi mà chọn giám khảo đó. Thì con nhớ chọn lại cô thả nha. Thính con thả thính rồi. Nói vòng này thôi mà, nó lo vòng sau rồi. Tại vì dễ thương rồi, quá, giờ ơi, sao giờ thích quá giờ bấm sao. Trước nha, Thảo nha. Con có một chất giọng rất là khỏe. Mặc dù là đôi khi con không có nó điều tiết đó, điều mờ, tiết được nó thấp hơi mờ thôi là... Nhưng với mà mấy lớp cao hay lắm. Những cái chỗ mà phiêu quá đó nó hơi cao cao. Nhưng mà cái vấn đề đó thì còn xử lý không dài sao, dài sao. Là nhưng mà bé tự tập ở nhà mà. Cho nên là mình có thể chứ không hát được. Mà hát các vậy là hay lắm rồi. Rất là khỏe. Đúng rồi, với lại cái cách nhạc nhịp nhịp cái chân thấy ghét lắm. Cô Thủy Tiên thấy sao hả cô? Cái cao độ của con làm cô liên tưởng đến chú Bằng Kiều Tí Hon. Và cô rất là hy vọng là sau chương trình này sẽ gọt giũa con. Và càng lớn lên thì cô sẽ được thấy một ngôi sao. Tại vì những cái ca sĩ nam á, thường ít có ai mà có thể hát cao vút 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 như vậy lắm. Và khi mà cô nghe được con thì cô rất là có một cái niềm hy vọng và một cái tương lai tươi sáng. Nhưng mà sau cái bài hát vừa rồi của con á, thì đến cái đoạn mà con hát cái bài Giấc Mơ Trưa thì nó chắc có lẽ là cái thời gian tập ngắn mà con chưa có tập cho cái bài này nhiều cho nên nó gấp, không gấp có được á, tập hơi gấp dạ gấp á. Là con lên bài đây khoảng mấy ngày nay rồi là con mới tập bài đó thôi cô. Đã con nó trong 10 bài có thời gian rồi cô. 10 bài cho nên là hơi gấp quá cho nên lên nó hơi bị rung chút xíu đúng không, chứ nó không có thoát mà bài, bài nào cô, là cô đang nói bài nào, bài Giấc Mơ Trưa hả? Bài Giấc Mơ Trưa, bài đó đâu có thi đâu, con đang hát chơi mà con mắt khóc mà. Nhưng mà khoan, chứ nói chưa xong. Và đặc biệt là cái biểu cảm của con khi mà diễn á, nó rất là dễ thương và rất là hình như là nó cũng rất là chú Bằng Kiều thì phải, bỏ mi qua đẹp đây, bỏ tay hơn qua kia. Chú Bằng Kiều. Đẹp trai hơn đặc, hả? Đẹp, đặc biệt là có cái mục rồi duyên ở đây nè. Có vậy hả? Mục rồi duyên. Thôi cười cái miệng duyên lắm. Nhưng mà nói chung thì con cũng đã nhận được 3 sự đồng thuận từ các vị huấn luyện viên. Chúc mừng con chỉ là thí sinh tiếp theo bước vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Nhi. Mặt không có biểu cảm gì hết vậy con. Con định nói gì? Con cảm ơn các cô chú huấn luyện viên. Trời ơi, dễ thương quá. Ẩm đi vô, ẩm đi vô.
Và thí sinh tiếp theo là ai? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Chào con. Xin chào trước. Rồi con tên gì hả? Dạ con tên Anh Thư. Anh Thư, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 11 tuổi. Rồi, tóc búi cao, chiếc áo sơ mi khoác ở bên ngoài một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần rất là năng động cùng với giày thể thao, hát cải lương. Trời ơi đúng không? Chú ơi, con hát nhạc rock. Rock? Nãy giờ giỡn. Ủa mà tại sao con thích rock vậy? Dạ tại vì giọng con hợp. Như thế nào thì gọi là hợp với rock hả? Giọng mạnh và giọng khỏe, giọng cao. Chúc cho con sẽ thành công ở phần thi này. Sự đồng thuận từ các vị huấn luyện viên. Con còn đang rung lắm đúng không con? Tới phút cuối cô, mới có ngồi sao cô là người đang rung lắm đúng không? Dạ, cô là người bấm đầu tiên mà cô hết hồn là cô sợ là không có ai bấm nữa đó. Chú, tụi chú không dự định bấm cho con đâu. Tới cầu cuối mới bấm đúng không? Kìa. Tại vì tụi chú vẫn đang mong đợi là con có một gì đó nó bứt phá một xíu nữa. Nhưng mà để mà trôi đi con thì nó sẽ rất là uổng. Tại vì con có thể là sẽ được rèn luyện nó sẽ tốt hơn nữa. Tại vì ngay cái đoạn đầu con hát nó chất chứa tình cảm, nhưng mà khi đoạn lên cao thì con hơi bị chơi với. Nhưng mà để vụt mất con thì nó sẽ rất là uổng. Cho nên là chú muốn là cô Tiên bấm, nhưng mà cô Tiên không chịu bấm. Cho nên phút cuối tụi chú phải bấm thôi. Biết sao không, chú sợ con bị lạc trôi đó. Lạc trôi. Nó uổng một tài năng. Thật ra là cô bấm cho con từ cái lúc đầu, bởi vì là cô thấy là cái giọng hát của con có cái nội lực.
nếu có thời gian để mài dũa thì chắc chắn là con cũng sẽ tiến bộ rất nhiều. Nhưng mà càng về sau thì cô thấy là có nhiều cái đoạn con hát thực ra không nghe được cái lời hát, thì cô hồi hộp lắm, là tại vì là cô bấm lúc mà cái đoạn con hát rất là hay, rồi sau đó chờ hoài không thấy ai bấm hết, là cô sợ con bị lạc trôi rồi đó. Nhưng mà cuối cùng là mấy chú MTV cứu lại. Nhưng mà cô nghĩ rằng là với những cái điều đó là muốn động viên con, để mà nếu con tiếp tục bước vào vòng trong thì con phải cố gắng nhiều hơn. Vì thực sự giống như mấy chú nói đó, là tìm cái sự bứt phá trong cái bài hát thì vẫn chưa thấy. Nói chung là chưa có đã lắm. Với lại con là tim tại sao không bấm? Con cần phải là chú ý cái cao sao độ. Sao cô khó quá vậy? Con cần chú ý cái cao độ nhiều nha con. Cao độ nhiều chỗ nó bị chênh á, cho nên cần phải để ý cái cao độ nhiều nha. Cao độ là bị chênh xíu, để ý xíu. Đây là một cái bài hát mà cô rất là yêu thích, và lúc mà cái ca khúc này mới ra thì cô rất là hay nhâm nhi hát theo, cho nên là cái tinh thần của bài hát này thì cô rất là thấm. Cô thì cảm giác con hôm nay khi mà lên đây á, con hơi có một chút xíu thiếu tự tin. Cô nghĩ á, là cái giọng của con á, nó rất là hay, nó rất là có nội lực. Và cái đoạn đầu á, khi mà khúc đầu á, con không có bị trên phô. Cô đánh giá rất là cao và cô cũng đang dự định là bấm cái đoạn đó, nhưng mà con không giữ được bình tĩnh cho đến cuối. Có những cái đoạn con hát trên nốt và bị phô rất là nhiều. Và do có thể là con đang bị áp lực rất là lớn, cho nên là con bị cái cảm xúc đó nó chi phối con, nên là con không có giữ được cái sự tự tin cho đến cuối bài. Cho nên cô cứ chần chừ. Nhưng mà may quá là con cũng đã có hai sự đồng thuận rồi, và con sẽ bước tiếp vòng tiếp theo. Cô hy vọng là lần sau khi mà con bước trên sân khấu, con phải chinh phục được cô bằng cái sự tự tin của mình, và con không cần phải quan tâm xung quanh mình có như thế nào hết, và con phải thi với một cái thái độ là ngày mai con sẽ rớt, và hiện tại đây là lần cuối cùng con đứng ở trên sân khấu này, và con sẽ hát hết tất cả những gì mà con có. Sao tự nhiên nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ rớt? Rồi sao hát? Phải nghĩ là sẽ đậu chứ. Cô, mỗi người sẽ có một cái để tự động viên mình, và nhớ một Tiên cái nha, gì đó, một cái bí quyết riêng của mình để con vào mình nhầm có trong, thể con nhớ cô Tiên nha, cô Tiên không bấm cho con. Nhớ nha con. Mình hết mình nghĩ là hôm sau mình không còn được hát nữa, thì hôm nay mình phải cố gắng, vì đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng rồi, đâu có còn gì sợ phải mất nữa đâu. Con phải như vậy thì con mới chinh phục được người khác bằng cái nội lực thực sự của mình. Chứ nhớ nếu mà con hát mà con vẫn còn sợ, không biết là mình rớt hay đậu, thì nó ở cái giữa điểm trên đó, chắc chắn là con sẽ bị rung. Con cảm ơn lời nhận xét của các cô các chú, con sẽ rút kinh nghiệm hơn. Tự tin, chuyên nghiệp. Chúc mừng con, vì đó là thí sinh tiếp theo bước vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Dường như ai đó ngăn qua lối về, gió cuốn tóc thề, dường như trong gió tóc đang nói gì lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng, dường như em đã lang thang qua đây dịu dàng tóc mây, nghe như lời ca thiết tha êm đềm một chiều im nghe tóc hát kẻ mơ màng một chiều mây trôi lững lờ lời ca bay trong làn gió.
mà diễn sung dữ vậy? Sung gì hả? Cô không bấm, cô qua này cô bấm làm gì? Cô qua bển cô bấm rồi. Sao cô không bấm bên này? Con biết sao không? Tụi con diễn sung quá quên hát. Rồi cái là nhảy dữ quá đi là giọng đi mất tiêu rồi. Cái sự phối hợp này thật sự là làm cho mọi người ở đây đều rất thích. Nhưng mà các con cũng biết rằng là nội lực của mình như thế nào đúng không? Tại vì là có nhiều câu thực sự các bạn hát yếu lắm. Cho nên là cô thì cô khen về cái cách trình diễn của các con. Diễn rất hay, rất sung và rất là cuốn hút. Nhưng mà về giọng hát thì thực sự ra là các con cần phải luyện tập thêm. Cái ý kiến của cô Thảo là tụi con cần phải chú ý về cái giọng hát đó. Bởi vì khi mà tụi con tách ra tụi con hát solo mỗi đứa đó thì nó có thể hiện rõ cái điểm yếu của tụi con. Cho nên là cái vấn đề quan trọng là để tụi con khắc phục là tụi con phải tập luyện cái giọng hát mình cho nhiều lên. Về phần mà trình diễn tụi con rất là tốt. Giọng hát tụi con có đầy nội lực. Đúng, nhưng mà lực quá nhưng không kiểm soát được. Giống như cầu thủ Công Vinh đó, đá một cái banh vô cầu môn mà lực mạnh quá dán ra ngoài. Đó, nó dạng vậy đó. Ê, xí cho hỏi là nãy giờ đang dạy các bé hay đang chửi xéo chồng tôi vậy? Không có, không, mình ví dụ chung thôi thì, đó. Chú xin chúc cho các con lúc nào cũng sẽ giữ mãi cái tình yêu âm nhạc này. Đây chưa phải là thất bại đâu, mà chưa chắc biết sao đâu sau này tụi con sẽ trở thành những ngôi sao lớn thì sao. Còn bây giờ mình là Dịch Donald tặng cho bạn nè. Còn mình là chú heo Burin. Heo hay gấu vậy? Tặng cho bạn nè. Heo hay gấu? Còn con này là con gì chú cũng không biết nữa. Tặng cho con luôn. Dạ, trở về giới tính của mình đi em. Dạ, khán giả đi à. Quay trở về giới tính của mình đi em. Quỷ sứ. Chào con. Dạ con chào chú. Giới thiệu cho chú biết con tên gì? Dạ con tên là Nguyễn Huỳnh Gia Tuấn. Nguyễn Huỳnh Gia Tuấn mấy tuổi rồi ha? Dạ con được 11 tuổi. Thường là con hát nhạc gì ha? Dạ con thường hay hát nhạc trữ tình, bolero và nhạc dân ca. Ngoài cái việc hát ra thì con có chơi thể thao không? Con thích môn gì nhất ha? Dạ con thích môn cầu lông với đá cầu. Ở nhà thì ví dụ như hát như vậy thì con có thường hát với ai hay là ai là cái người mà dạy con hát? Dạ là ba con đã dạy con hát. Rồi, hy vọng là ba con nè, cô giáo của con nè và những người bạn của con, những người bên cạnh con, những người thương con sẽ là một cái nguồn động viên giúp cho con có thêm tự tin để bước thẳng lên sân khấu và chinh phục quý vị giám khảo cũng như là khán giả, được không? Dạ, được. Mình gian cái được không? 1 2 3 yeah, high five. Yeah, let's go. Thank you.
Con ơi, con có biết ra đó là cô lắng nghe và đến cuối bài đó, đến lúc mà con nức nở đó, cô kềm lòng không nổi cho nên là cô bấm. Mình cảm động thiệt mà đúng không chị? Dạ, tài năng, một tràng pháo tay dành cho con đi. Cảm động. Thực ra bài này là cần phải cái cột hơi phải vững lắm. Nhưng mà bài này thì con hát nó hơi bị hụt hơi một xíu. Cái cao độ á, con cũng cho nên là con sẽ cần một khoảng thời gian để mà con trau dồi thêm về cái hơi của mình, về cái cao độ của bài hát. Cho nên lúc nãy là tụi vô là lắng nghe thì có nhiều cái chỗ nó hơi chênh vênh, nên là nghe tới cuối bài để xem như thế nào, cho nên tụi chú chưa có bấm là như vậy. Cô Tiên có binh vực gì không cô Tiên? Thực ra là khi mà bé chọn bài miền Tây á thì bản thân Tiên cũng là một người miền Tây. Chị là người Kiên Giang đúng, đúng không? Đúng rồi, cho nên là nghe những cái giai điệu này thì mình có một cái cảm xúc rất là nhớ về quê của mình. Mặc dù là ở cái đoạn thấp và cái đoạn cao của con chưa có tự chủ được cái cao độ của mình, và con đoạn thấp đó là con bị rất là phô, chưa có đúng cái nốt, từng nốt mà con hát con vẫn còn bị rung, và con bản thân con đứng trên sân khấu thì rất là thiếu tự tin, nhưng mà cô vẫn muốn bấm để động viên con, là để cô sợ là nếu mà cô không bấm là con không có tự chủ được và con sẽ hư đến cuối bài luôn. May quá cô Thảo đã bấm rồi thì thôi đừng khóc nữa con, vào rồi chứ chưa. Cô Tiên là thương con lắm đó. Đúng rồi, chạy lên mà không mang guốc luôn nè. Con nhìn cô Tiên nè, đi chân không chạy lên ôm con luôn. Cô Tiên nhớ quê cho nên đi chân đất. Mà không sao, bây giờ là con đã có sự đồng thuận của cô Tiên và cô Thảo, đồng nghĩa với việc là con cũng sẽ bước vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Cười một cái chúc mừng đi nè. Rồi, cảm ơn con nha, cảm ơn cô Tiên. Còn bây giờ mời con bước vào phía trong.